Ok, xin chào anh em. Thì hôm nay mình xin được trả lời một câu hỏi mà có rất là nhiều anh em thắc mắc và cũng có rất là nhiều anh em có gửi tin nhắn đến hỏi mình. Đó là cái việc lựa chọn máy xăm giữa Đồng Phần Lai, Sting và Eru. Thì trong ba chiếc máy này thì chúng ta nên mua chiếc máy nào? Đây là một cái câu hỏi rất là hay, bởi ba chiếc máy này thì theo cái cảm nhận của mình thì đều là ba chiếc máy mà tốt nhất trong cái dòng Rotary. Tuy nhiên thì mỗi máy thì lại có một tính năng khác nhau, phù hợp với từng công việc khác nhau. Thế nên cái việc lựa chọn máy xăm nó phù hợp với công việc của mình là hết sức cần thiết. Và hôm nay mình xin được đưa ra được cái nhìn khách quan nhất về ba chiếc máy này. Hy vọng nó sẽ giúp được anh hy vọng nó sẽ giúp được anh em có được sự lựa chọn phù hợp với công việc của mình. Ok, bắt đầu thôi anh em. Rồi anh em, đầu tiên mình xin nói về chiếc máy Eru đấy trước. Thì trên tay của mình đây chính là một chiếc máy Eru do mình tự ráp. Do là máy Eru chính hãng thì bên mình đang tạm hết, nên là mình sẽ lấy chiếc máy này ra để làm hình ảnh minh họa cho anh em. Thì quay trở lại về máy Eru, nó là máy dạng ly tâm. Cái ưu điểm của những dòng máy dạng ly tâm nói chung và máy Eru nói riêng đó là nó rất là bền. Nó bền kinh khủng luôn anh em ạ, vì mình nghĩ là nó chẳng có gì để hỏng cả. Và máy chạy rất là yên tĩnh, nó rất phù hợp cho những anh em nào mà làm việc về ban đêm mà không muốn có tiếng ồn. Cái ưu điểm tiếp theo của máy Eru đó là máy nó rất là khỏe, do là kim nó chuyển động trực tiếp từ motor. Lực kim chuyển động trực tiếp từ motor chứ không phải hao lực bởi lò xo như là một số máy motor mà sử dụng cái thanh đầy thẳng, không hao lực một tí nào. Cái ưu điểm tiếp theo của máy Eru chính là máy nó vào màu và đánh mạng lớn nó rất là tốt. Nó đánh mạng nó rất là dày, màu vào rất là dày và rất là tốt. Nó rất phù hợp cho những anh em nào mà làm hình truyền thống, những hình Nhật cổ, những hình châu Á thì nó làm rất là tốt. Rồi ok anh em, đấy là những cái ưu điểm của máy. Thì bây giờ chúng ta đến một số cái nhược điểm của máy mà mình chưa cảm thấy tốt lắm. Thì máy nó làm việc khá là chậm. Nếu mà chúng ta mà tăng vô lên một chút, tăng lên khoảng máy này thì mình nghĩ là nó hoạt động tốt trong 7 đến 8V thôi. Nhưng mà trong 7 đến 8V thì theo cách đánh của mình thì mình nghĩ là nó vẫn chậm hơn so với máy khác, một số máy có thế khác. Nhưng mà nếu mà mình tăng vô lên ý, chạy thì máy nó sẽ rất hay bị rung. Nó rung kim do là nó sử dụng ly tâm nên cái kim nó rất hay bị rung. Nên là mình nghĩ là đánh trong khoảng từ 7 đến 8V này là ok rồi. Nhưng mà mình nghĩ là rằng là nếu mà anh em sử dụng máy để làm những hình nhật cổ các thứ ấy, cần cái sự tỉ mỉ thì cái tốc độ như vậy thì mình nghĩ là vẫn là ok. Cái nhược điểm tiếp theo của máy đó là máy nó rất là khó sử dụng. Mình phải nói là máy rất là khó sử dụng. Anh em sử dụng máy này phải có cái sự cảm nhận về máy này, cảm nhận về da này, cảm nhận về lực máy này để điều chỉnh cái lực tay chúng ta phù hợp với lực của máy thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái chiếc máy này. Chứ nếu mà anh em mới vào nghề mà sử dụng luôn chiếc máy này thì mình nghĩ là nó thật sự là rất là khó để cho anh em sử dụng. Và một cái nhược điểm thứ ba đó là cái chiếc máy này thì nó không làm được hình Âu luôn anh em nhé. Không làm hình Âu thì rất là kém. Tuy anh em có thể thay một cái cam 2.5 vào để làm hình Âu thì mình nghĩ cũng thể nó vẫn ok. Và chạy vô thấp hơn thì chạy vô thấp hơn một chút thì mình nghĩ là vẫn ok. Nhưng mà theo mình thì nếu mà để làm hình Âu thì anh em nên chọn một chiếc máy khác. Chứ chiếc máy này thì nó làm mình vẫn thấy nó chưa ok lắm. Thì thôi ok anh em, thì đấy là những cái đánh giá riêng của mình về chiếc máy Eru. Thì bắt đầu chúng ta đến với chiếc máy Stingray. Thì cái cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm cái chiếc máy Sting này trên tay đó là máy nó rất đẹp và nó mang một cái gì đấy nó rất là tương lai, nên là mình rất là yêu thích nó. Không biết tại sao mình cảm thấy thích nó lắm. Thì chúng ta đến với những cái ưu điểm của máy Stingray. Thì máy Stingray thì máy là một chiếc máy nó rất là khỏe. Nó sử dụng một cái motor nó khác so với đầu Đồng Phần Lai. Mình thấy nhà sản xuất đánh giá là khỏe hơn máy đầu Đồng Phần Lai. Mình theo mình cảm nhận thì nó cũng khỏe thật. Và nó sử dụng cái cam 1.0 nên là nó rất phù hợp cho những anh em nào mà làm hình truyền thống, làm những hình hình Á, hình Nhật cổ các thứ thì nó làm rất phù hợp. Nó tô màu mảng lớn rất là tốt, nhất là nó đánh bóng mảng lớn. Nhưng mà anh em phải sử dụng kim 23 giờ mờ trở lên đánh bóng mảng lớn ý, thì nó mới hết được cái sức mạnh của chiếc máy này. Chứ chiếc máy này mà anh em mà đánh cái kim nhỏ quá để đi đánh bóng thì thật sự là mình thấy nó hơi bị gắt, nên là hơi bị khó, hơi bị xước ý. Nó sẽ không phù hợp với cái kim nhỏ. Mình nghĩ là Stingray mình anh em đánh bóng thì sử dụng kim lớn một chút, còn vào màu thì anh em sử dụng kim từ kim 11 M1 đến kim 15 M1 hoặc RM là hợp lý. Đấy, vào màu thì nó như thế. Và theo cái mình đánh giá thì máy Sting thì nó vào màu thì cũng ngang như máy Eru. Tuy nhiên thì bên máy Sting này thì nó vào màu thì nó sẽ đều hơn, nó sẽ đều hơn so với máy Eru. Nếu mà anh em muốn đều ý, anh em phải điều chỉnh cái lực tay của mình khớp với cái lực của máy, nó phải phù hợp với lực của máy thì màu nó mới đều được. Đó thì mình vẫn nói là máy Eru thì anh em phải cần một kỹ năng nó cao hơn một chút thì mình có thể sử dụng được. Máy Sting thì nó sẽ sử dụng dễ hơn một chút. Và cái ưu điểm tiếp theo của máy Sting là máy Sting nó có một cái thanh chuyển động nó rất là khoa học. Và mình thấy nó máy nó có, do là nó thiết kế khoa học như vậy nên là máy sẽ có một cái độ bền nó rất là cao. Mình đã sử dụng cái máy Sting này để đánh bóng những cái mảng lớn và nói chung là mình cầy ải tội ác luôn. Nên nhưng mà
chiếc máy này nó vẫn rất là khỏe và mình thấy nó không có bị hỏng hóc gì cả, nó rất là tốt. Rồi cái ưu điểm của nó như vậy thì bây giờ chúng ta đến với cái nhược điểm của nó. Cái nhược điểm của máy tính đó là nó sử dụng cái cam 1.0 nhưng mà nó không thể tùy chỉnh giống như trên đầu Google Live được. Trên đầu Google Live anh em có thể tùy chỉnh cái cam từ 2.5 đến hơn 4 chấm bằng những cái vặn ở trên máy trên thân máy luôn. Còn máy Sting nếu mà anh em muốn thay đổi chớp thì anh em phải nhất định phải thay cam, nhất định phải thay luôn. Rồi cái nhược điểm tiếp theo của máy mà mình nghĩ là cũng không biết phải nhược điểm hay không, đó là cái thiết kế của máy, cái chỗ lắp kim nó hơi bị thẳng ấy. Nó hơi bị thẳng, vì thế mà mình lắp kim vào, khi mình lắp ngòi ấy, đầu tiên là mình lắp ngòi là nó khó rồi đó, nó hơi khó một chút. Nếu mà mình bẻ cong kim ấy, mà mình lắp ngòi vào thì hơi bị khó một chút. Và cái vấn đề mà mình cầm để mình tô màu thì phải hơi nghiêng máy một chút, tại vì cái kim lắp nó hơi bị thẳng, nó hơi bị trúc xuống một chút, nên là mình dùng máy mình hơi nghiêng máy một chút thì mình có thể vào màu tốt được. Đây thì mình cũng biết là đấy là cái nhược điểm hay là cái ưu điểm của máy, tại vì là cái thói quen sử dụng của mình. Còn đấy là cái thói quen sử dụng của mình thôi. Còn đây là nhà sản xuất, người ta sản xuất như vậy chắc người làm có sự tính toán rồi. Mình thì mình phải quen tay của mình như vậy, mình cũng không biết nói nó là ưu điểm hay là nhược điểm. Cái ưu điểm nữa mình không nói, đó là cái máy Sting này nó vẫn có một cái nút vặn để điều chỉnh được cứng được mềm. Tuy nhiên ở cái lực cứng lực mềm này thì nó máy này lực rất là cứng, nên là mình ít khi mình để ở cái lực cứng lắm. Mình đa số mình để ở cái lực mềm từ là 3 đến 4 vòng để mình sử dụng thôi, chứ ít khi mình sử dụng 2 hay là 1 vòng lắm, gần như mình không bao giờ mình sử dụng cả. Tại vì 3 4 vòng máy động lực nó rất là cứng luôn. Cái máy này motor với cái nó so của nó cứng hơn hẳn so với mấy đầu online. Đó. Thì máy này nói tóm lại thì cái máy Sting này nó sẽ phù hợp để cho anh em mua máy về để làm một chiếc máy để đánh màu và đi nét thôi, chứ đánh bóng thì mình nghĩ là nó ở mức tạm có thể chấp nhận được, nó không được mịn như là đầu Google Live. Nếu mà anh em đã sử dụng đầu Google Live rồi thì anh em sử dụng Sting thì anh em chỉ muốn là cầm Sting để vào màu và đánh bóng, đánh vào màu và đi nét thôi, chứ đánh bóng thì ở mức bình thường. Tuy nhiên nếu mà đánh bóng mà anh em sử dụng cái kim lớn ý, thì nó rất là tốt. Mình lại rất là thích máy Sting là sử dụng kim lớn, kim 2-3 trở lên. Rồi ok nhé, bắt đầu chúng ta đến với chiếc máy cuối cùng là chiếc máy Dragon Fly. Dragon Fly thì nó là một chiếc máy mình rất yêu thích. Nó và Stingray thì đều đến từ nhà sản xuất Imaging, nên là hai chiếc máy này có cái vóc dáng nó khá là giống nhau. Nó nhìn Stingray thì có cái vóc dáng nó giống như nó kiểu như nam tính, thì Dragon Fly thì nó lại có một cái vóc dáng rất đáng yêu, nó rất là nữ tính. Tuy nhiên anh em đừng để cái vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, tại vì đây thật sự là cái con quái vật thật sự. Tuy Dragon Fly nó được đánh giá là yếu hơn Stingray một chút, nhưng đây chỉ là cái sự so sánh ở bên trong nhà của trên nhà Imaging thôi, chứ nếu mà để Dragon so sánh với những cái dòng Rotary bên ngoài thì mình nghĩ là Dragon Fly gần như không có đối thủ. Thì những cái ưu điểm của máy Dragon Fly thì mình phải nói là nó có rất là nhiều ưu điểm, và có một thứ mình rất là thích trên Dragon Fly đó là nó có thể phục vụ tốt cho mình trong cả hình Á và cả hình Âu. Nó phục vụ rất là tốt luôn, phục vụ cho mình hình Á hình Âu, mình làm hình Á đến hình Âu rồi tô màu các thứ, đánh bóng các thứ trên Dragon Fly thì mình đều cảm nhận là nó làm rất là tốt luôn, và nó vào màu đánh bóng rất là mịn luôn, nó rất phù hợp cho anh em làm hình Âu. Còn với hình Á anh em phải điều chỉnh lại cái giải sở chốc của nó một chút. Giải sở chốc của nó mặc định là 3.5 thì anh em điều chỉnh, nên có thể điều chỉnh giải sở chốc. Cái máy Dragon Fly này nó có một cái hay, nó là cái giải sở chốc của nó có thể điều chỉnh là từ 2.5 cho đến hơn 4 chấm bằng cái cam nó thích hợp ngay ở trong cái chuyển động của máy rồi. Anh em chỉ cần vặn là để điều chỉnh được giải sở chốc luôn, chứ không cần phải thay cam nhé anh em nhé. Không cần phải thay cam, chỉ cần một cái thao tác vặn đơn giản là anh em có thể thay đổi được giải sở chốc rồi. Thay đổi được từ làm hình Á sang làm hình Âu, rồi từ Âu sang hình Á này. Nó rất là tiện lợi và nó rất là tốt luôn. Mình nghĩ là chiếc máy đầu hôm nay là một chiếc máy hoàn hảo với mình. Đối với các bạn không biết như nào, nhưng mà nó là chiếc máy hoàn hảo với mình. Nó phù hợp để làm được hình Á này, làm hình Âu này, tả thực các thứ này, đi màu các thứ này đều rất là tốt. Và mình cảm thấy rất là thích chiếc máy này. Và đấy là những ưu điểm của nó. Còn nhược điểm của máy Dragon Fly là máy Dragon Fly này nha, nó rất là khó thuần anh em nhá. Anh em mà dùng chiếc máy này mình nghĩ đã phải dùng một vài tháng mới có thể làm quen được chiếc máy này. Có rất là nhiều anh em mua Dragon Fly đã về đã phải bán đi rồi, tại vì nó rất là khó để có thể làm quen. Tại vì cái lực máy của nó thì cũng không ra yếu quá, không ra mạnh quá. Cái lực máy của nó kiểu như là nó kiểu cũng rất là khó để có thể sử dụng. Nhưng mà khi đã anh em sử dụng quen rồi ấy, khi sử dụng kết rồi thì thật sự cái chiếc máy Dragon Fly này nó thật sự tuyệt vời anh em ạ, nó thật sự tốt. Đó là cái toàn bộ cái chiếc máy về Dragon Fly. Nếu mà như em mà cần tìm một chiếc máy mà để sử dụng được đa chức năng, như là vừa đi bóng tốt này, vừa đi màu tốt này,
vừa là mình Á tốt này, Nam mình Âu tốt này, thì mình nghĩ là Dragon Fly là một cái sự lựa chọn tốt nhất. Và anh em hãy bỏ ra một chút thời gian để làm quen với nó, mình nghĩ rằng đây là một chiếc máy rất là tốt. Rồi ok anh em, thì đấy là cái quan điểm cá nhân của mình về ba cái chiếc máy trên. Hy vọng là qua cái video này sẽ giúp được cho anh em có thể tìm được một chiếc máy nó phù hợp với mình, phù hợp với công việc của mình và phù hợp với tài chính của mình. Và để nói thêm thì bên mình đang bán rất là nhiều các loại máy từ coil đến rotary, hàng line lưu chính hãng luôn anh em nhé. Và bên mình đang có cái chế độ bảo hành cho hàng máy line lưu nó rất là tốt luôn. Anh em mua máy bên mình thì có thể đổi trả trong vòng 7 ngày miễn phí và đổi trả mất phí khoảng 100.000 trong vòng từ sau 7 ngày cho đến 30 ngày. Ví dụ anh em mua máy bên mình với mức giá 2 triệu mà trong 7 ngày anh em đổi trả bên mình thì mình sẽ hoàn lại tiền đúng 2 triệu cho anh em. Và nếu mà anh em mua máy bên mình cũng mức giá 2 triệu và sau 7 ngày cho đến 30 ngày mà anh em trả lại bên mình thì mình sẽ trừ phí là 100.000 anh em nhé. Đấy, buôn bán thì đôi khi cũng phải có lời một chút nhưng mà vẫn ưu tiên bảo hành cho anh em, nó hết mức như thế vậy luôn. Và bên mình cũng đang nhận sửa chữa tất cả các loại máy xăm từ coil cho đến rotary. Anh em nào bị máy hỏng hóc các thứ thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình ở cái Facebook bên dưới mình để phòng đẹp caption. Mình sẽ hỗ trợ setup miễn phí cho anh em, còn sửa chữa mà dính linh kiện nào bị hỏng thì mình sẽ thay thế, mình sẽ tính tiền cái linh kiện đấy cho anh em. Rồi ok nhé, cái video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.